Trong bối cảnh gần như mất hết hy vọng tại AFC Champions League năm 2023 đến năm 2024, Hà Nội FC đã thể hiện quyết tâm phi thường trong trận đấu quan trọng với Wuhan Thuritao. Đại diện của Việt Nam, dù chịu 3 trận thua trước đó, đã không để mất tinh thần và tiếp tục chiến đấu không ngừng nghỉ. Trận đấu bắt đầu không thuận lợi khi Wuhan Thuritao, với lợi thế về mặt đánh giá, chiếm lĩnh thế trận ngay từ tiếng còi khai cuộc và ghi bàn thắng sớm ở phút thứ 10 qua pha sút của He Chao. Hà Nội FC không chấp nhận đầu hàng, liên tục tạo áp lực lên hàng phòng ngự đối phương. Với pha đá phạt ngoài vòng cấm của Văn Quyết là một trong những cơ hội nguy hiểm nhất để san bằng cách biệt. Tiếp tục tấn công trong hiệp 2, Hà Nội FC cuối cùng cũng được đền đáp khi Tuấn Hải với cú đánh đầu tinh tế gỡ hòa 1-1 ở phút 71. Sự kiện Weishaupt của Wuhan Thuritao phải nhận thẻ đỏ chỉ 2 phút sau đó đã làm thay đổi cục diện trận đấu, khiến đội khách phải chơi với 10 người. Đến cuối trận, dù không thể tận dụng lợi thế hơn người để giành chiến thắng nhưng Hà Nội FC đã giữ vững niềm tin, kết thúc trận đấu với tỷ số hòa. Qua đó tiếp tục nuôi hy vọng trong những trận đấu sắp tới tại bảng G của giải đấu.